Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Chương 3411 đáng ghét. Mà cấp bậc cùng lấy được thân phận đệ tử cung Hỗn Nguyên, thân phận càng cao thì có thể ngưng luyện ra hóa thân thần niệm càng mạnh. Mạnh Tinh Hà. Một âm thanh già nua vang lên trong đoàn khí tức hỗn độn. Thân thể Mạnh Tinh Hà chấn động, vội vàng nói có mặt. Ông ta vừa dứt lời, trong đoàn khí tức hỗn độn đó lập tức bộc phát ra một luồng uy áp, toàn bộ đặt ở trên người Mạnh Tinh Hà. Nếu như là ở ngoại giới, Mạnh Tinh Hà hoàn toàn không sợ chút sức mạnh này. Nhưng giờ phút này đang ở trong căn nguyên không gian, luồng uy áp này suýt chút nữa đè ép hóa thân thần niệm của ông ta đến mức sụp đổ. Tiền bối, ngài đang làm gì vậy? Mạnh Tinh Hà khiếp sợ nói. Dưới trạng thái này, ông ta hoàn toàn không phân ra được bất kỳ tâm niệm đi cảm ngộ sức mạnh bản nguyên gì cả. Không có gì. Chỉ là thấy ông không vui mà thôi. M. Thanh trong khí tức hỗn độn nói. Mạnh Tinh Hà nghe vậy, càng phẫn nộ không thôi. Toàn thân Đường Tuấn bao bọc trong khí tức hỗn độn, nhìn về phía những người bên cạnh Mạnh Tinh Hà, cười nói các người muốn giúp ông ta không? Mấy người đó ngây ra một lúc, sau đó mạnh mẽ lắc đầu. Bọn họ chỉ là đệ tử ngoại vi, không đấu nổi với một đệ tử nội môn gần tôn giả. Mấy người họ đồng tình nhìn về phía Mạnh Tinh Hà. Đường Tuấn hạ giọng nói, Mạnh Tinh Hà, hôm nay có tôi ở đây, ông đừng hòng tu luyện. Mặc dù hiện tại anh không phải là đối thủ của Mạnh Tinh Hà, nhưng có thể mượn thân phận cung Hỗn Nguyên đến trấn áp đối phương một lúc, Đường Tuấn cũng không ngại. Mạnh Tinh Hà cắn răng nói, tiền bối, rốt cuộc ngài là ai? Tôi đắc tội với ngài từ khi nào vậy? Mới tháng mới có một cơ hội quý giá cảm ngộ căn nguyên không gian, nếu như mất đi như vậy, thật sự ông ta không cam lòng. Đường Tuấn cười nói, chỉ là thấy ông không vui mà thôi. Nói xong, Đường Tuấn bắt đầu tăng khí thế đến chèn ép. Ầm ầm ầm. Hóa thân thần niệm của Mạnh Tinh Hà trực tiếp vỡ ra, biến mất trong căn nguyên không gian. Đáng ghét. Trong căn cứ Hồng Cửu, biểu cảm Mạnh Tinh Hà hung tợn, bạo phát ra luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Mọi thứ mọi vật trong phạm vi 10 mét quanh ông ta đều vỡ vụn thành bột mịn. Rốt cuộc là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạnh Tinh Hà gầm lên như dã thú. Chương 3412 rốt cuộc là ai? Lệnh bài cung Hỗn Nguyên thuộc về ông ta ảm đạm không ít, muốn lần nữa tiến vào căn nguyên không gian phải mất một tháng mới tập hợp đầy đủ năng lượng. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên một lần thì ông ta có thể nhịn. Nhưng nếu như người đó đối phó lâu dài với ông ta, vậy chẳng phải tương lai ông ta sẽ không thể cảm ngộ được căn nguyên không gian nữa sao? Điều này đối với ông ta là tổn thất không cách nào lường được. Mạnh Tinh Hà suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc đối phương là ai. Mặc dù có lúc ông ta làm việc ngông cuồng, nhưng tự nhận mình nắm giữ có chừng mực. Giống như lúc trước, bởi vì quan hệ của Chu Tước Thần Quân nên ông ta đã đuổi Đường Tuấn ra khỏi quân diệt ma. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không dám làm quá đáng, sợ khiến Chu Tước Thần Quân tức giận. Một khi Chu Tước Thần Quân tức giận, có lẽ trong hiện thực muốn giết chết ông ta rất khó nhưng làm khó ông ta ở trong căn nguyên không gian lại rất đơn giản. Bởi vì Chu Tước Thần Quân cũng là một đệ tử nội môn của cung Hỗn Nguyên. Rốt cuộc là ai? Mạnh Tinh Hà suy nghĩ không giải thích được. Trong căn nguyên không gian, hóa thân thần niệm của Đường Tuấn tiếp tục bay vào chỗ sâu. Trêu chọc Mạnh Tinh Hà chỉ là tiện tay mà thôi, không phải mục đích chuyến đi này của anh. Rất nhanh. Hóa thân thần niệm của anh lập tức đột phá một tầng vô hình bình chướng. Nơi này đã là cực hạn mà anh có thể đạt tới ở căn nguyên không gian. Sức mạnh bản nguyên chuyển động mãnh liệt hơn nhiều so với trước đó, thậm chí anh còn cảm ứng được căn nguyên chi lực như căn nguyên nuốt chửng, căn nguyên sinh mệnh các loại. Anh nhanh chóng tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Trong đan điền, đan hoàn thần bí bắt đầu xoay tròn, căn nguyên chi lực xung quanh giống như dòng suối nhỏ chảy vào trong đan hoàn thần bí. Một cái phễu linh khí xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn vốn không biết người khác cũng chỉ thông qua cảm ngộ căn nguyên lĩnh ngộ ra chiến pháp thần thông thuộc về mình, như vậy lĩnh ngộ ra chiến pháp thần thông vì tiếp cận với căn nguyên chi lực, cho nên uy năng rất mạnh mẽ. Nhưng Đường Tuấn thì khác, đan hoàn thần bí lại trực tiếp hấp thu căn nguyên chi lực. Trong quá trình căn nguyên lực hòa nhập vào đan hoàn thần bí, cảm ngộ của Đường Tuấn đối với sức mạnh bản nguyên cũng sâu sắc hơn.
anh dường như hóa thân thành thiên địa đại đạo, nhìn xuống tất cả pháp biến hóa của thế gian. Cảm giác này rất huyền diệu, không cách nào nói với người khác. Cho đến khi năng lượng cất giữ trong lệnh bài cung hỗn nguyên tiêu hao hết, hóa thân thần niệm của Đường Tuấn tiêu tán ở căn nguyên không gian, thần niệm trở về bản thân, Đường Tuấn mới rút lui từ trạng thái huyền diệu này. Chương 3413 hình như anh ấy là bác sĩ, y thuật không tệ. Thân phận đệ tử nội môn cung hỗn nguyên đối với Đường Tuấn quả thật là một cơ duyên lớn. Bác sĩ Đường Tuấn có ở đây không? Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên ngoài. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, thu lại tâm thần. Hiện tại chỗ ở của anh là Lâm Giang Tiên hỗ trợ sắp xếp, dường như không ai hay biết. Anh đi ra bên ngoài, lập tức phát hiện một bóng dáng xinh đẹp thướt tha đứng cách đó không xa. Đường Tuấn hơi bất ngờ, người đến là Vũ Vô Thương. Chúc mừng cô thông qua thí luyện. Đường Tuấn cười nói. Vũ Vô Thương nhướng hàng mày liễu, bỗng nhiên nói, bác sĩ Đường, có một chuyện tôi muốn hỏi anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong không gian thí luyện vậy? Trong lòng Đường Tuấn nhảy dựng lên, có lẽ ký ức của Vũ Vô Thương cũng thay đổi mới đúng. Vũ Vô Thương nhìn chằm Đường Tuấn, nói, mặc dù tôi nhớ rất rõ, nhưng tôi có cảm giác những chuyện tôi nhớ không phải là toàn bộ, thậm chí có độ lệch rất lớn. Đường Tuấn không trả lời, vội vàng đổi đề tài, hỏi cô đến tìm tôi có chuyện gì sao? Trong lòng Vũ Vô Thương thở dài, nói, 3 ngày sau, sư phụ tôi sẽ tổ chức tiệc chúc mừng cho tôi. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tham dự, tôi muốn mời bác sĩ Đường tham gia. Đường Tuấn suy tư một lát, gật đầu nói, được. Vũ Vô Thương đợi một lúc rồi lập tức trở về. Lần này tới tìm Đường Tuấn, cô ta cũng chỉ dựa vào cảm giác hơi hoảng hốt, cho nên cũng không chắc chắn. Không có được đáp án, cũng không thể tiếp tục truy vấn. Còn về mời Đường Tuấn tham gia tiệc chúc mừng hoàn toàn là do cô ta tạm thời nảy sinh ý định. Bởi vì Lâm Giang Tiên sẽ mượn bữa tiệc chúc mừng lần này để tuyên bố một số chuyện quan trọng, mà không liên quan gì đến Đường Tuấn cho nên Lâm Giang Tiên cũng không nghĩ đến việc mời Đường Tuấn. Đường Tuấn cũng không nghĩ nhiều. Hiện giờ anh ở trong căn cứ Hồng Lục xem như là được người ta che chở, nhân tình qua lại nhất định là tránh không thoát. 3 ngày sau, từng luồng khí tức mạnh mẽ tiến vào trong căn cứ Hồng Lục. Lâm Giang Tiên dẫn theo Vũ Vô Thương đích thân nghênh đón. Chương 3414 khiến người ngoài ngưỡng mộ chết đi được. Vũ Vô Thương cùng tổ đội với người này còn có thể thông qua thí luyện, quả thật thực lực rất mạnh. Một số người đang thấp giọng nói chuyện, nhưng những lời này sao có thể giấu được Đường Tuấn, Khương Nghi, thậm chí còn cố ý nói cho Đường Tuấn nghe. Ánh mắt thản nhiên của Khương Nghi quét về phía những người đang nói chuyện, lúc này những người đó mới ngượng ngùng câm miệng lại. Là con gái duy nhất của Lâm Giang Tiên, nên người bình thường không dám chọc đến Khương Nghi. Rất nhanh, Lâm Giang Tiên dẫn theo Vũ Vô Thương với mấy người khác đi vào trong đại sảnh. Những người này khí độ siêu nhiên, sau khi tiến vào ánh mắt nhìn người đều mang theo tư thái nhìn xuống, dường như người trong đại sảnh không ai có thể khiến bọn họ nhìn thêm mấy cái. Nhưng cũng không ai dám lộ ra bất kỳ bất mãn nào. Bởi vì mấy người này đều là người nắm giữ của các căn cứ. Lâm Giang Tiên, ông đã nhận được một đồ đệ tốt. Lần này Vũ Vô Thương thông qua thí luyện, căn cứ Hồng Lục các ông đã có 2 suất, tương lai phát triển sẽ tốt hơn mấy căn cứ cấp trụ đó. Khiến người ngoài ngưỡng mộ chết đi được. Mấy người đó đều có tư thái kiêu ngạo đối với những người khác, nhưng lại khách sáo với Lâm Giang Tiên. Lâm Giang Tiên cũng tươi cười, cười đáp lại. Có thể thấy được ông ta rất hài lòng với Vũ Vô Thương. Sau khi ông ta nhàn rỗi nói chuyện mấy câu với những người nắm giữ khác, thì nghiêm túc nói, bữa tiệc lần này ngoại trừ chúc mừng Vũ Vô Thương, thì còn có một chuyện muốn tuyên bố. M. Thanh trong đại sảnh lập tức biến mất, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Lâm Giang Tiên. Cố ý chọn bữa tiệc này để tuyên bố, chắc chắn là chuyện lớn. Lâm Giang Tiên dừng lại một lúc, mới chậm rãi nói tiếp, tôi chuẩn bị để Vũ Vô Thương xây dựng một tiểu đội săn giết. Sau khi phần lớn mọi người nghe xong đều cảm thấy chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng những người nắm giữ căn cứ khác nghe xong, sắc mặt lại khẽ thay đổi, nói, Lâm Giang Tiên, không lẽ ông muốn lập lại tiểu đội sát thần sao? Vừa nghe thấy mấy chữ tiểu đội sát thần, những người vẫn chưa phản ứng kịp lần lượt phản ứng lại. Chẳng phải tiểu đội sát thần đợt trước đã chết toàn bộ sao?
Lẽ nào Lâm Giang Thiên dự định đến nơi đó lần nữa? Nghe nói nơi đó bị gián chú pháp thượng cổ, chỉ cần là người tiến vào nơi đó thì đều chết hết. Tiểu đội sát thần đợt trước cũng chết tại nơi đó. Những tiếng nghị luận lần lượt vang lên. Chương 3415 Đường Tuấn, tiếp theo anh có rảnh không? Từ biểu cảm và lời nói của mọi người có thể đoán ra, dường như tiểu đội sát thần tồn tại vì hoàn thành nhiệm vụ nào đó. Một đạo khí của Lâm Giang Thiên cũng nói rõ tính nguy hiểm của nhiệm vụ này. Đợi âm thanh thảo luận của mọi người ít đi, Lâm Giang Thiên mới chậm rãi nói, tôi cho mọi người thời gian suy nghĩ. Dưới trọng thường tất có dũng phu. Lâm Giang Thiên tin vào câu nói này. Mặc dù nhiệm vụ của tiểu đội sát thần nguy hiểm, nhưng một đạo khí đủ để khiến người ta điên cuồng. Kết thúc bữa tiệc, nhưng tâm trí của nhiều người bắt đầu thay đổi. Chúng ta đi thôi. Khương Nghi dẫn theo Đường Tuấn chuẩn bị rời đi theo mọi người. Đường Tuấn khẽ gật đầu, mặc dù anh cảm thấy hứng thú với chuyện tiểu đội sát thần, nhưng trước mắt vẫn nên tăng tu vi của mình trước mới quan trọng hơn. Có lệnh bài cung hỗn nguyên, một tháng anh có 3 cơ hội tiến vào căn nguyên không gian, có trợ giúp rất lớn đối với tăng thực lực. Hơn nữa có thêm đan hoàn thần bí nên việc tu hành cảnh giới thần quân đối với anh không phải là việc khó, chỉ thiếu thời gian. Nhưng ngay lúc này, có người gọi anh lại. Vũ Vô Thương đứng trong sự ủng hộ của một nhóm thanh niên nam nữ. Cô ta mặc một thân váy dài màu đỏ thẫm, vòng eo săn chắc, thân trên cao ngất, khuôn mặt tuyệt mỹ, thanh thuần và quyến rũ cùng tồn tại. Đây là một yêu vật có thể khiến vô số nam tử thần hồn điên đảo. Mặc dù nhan sắc và khí chất của Khương Nghi cũng là thượng giai nhưng vẫn kém hơn Vũ Vô Thương một chút. Đường Tuấn, tiếp theo anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh gia nhập tiểu đội sát thần. Vũ Vô Thương nhẹ nhàng nói. Mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía Đường Tuấn, có mấy người ánh mắt đã mang theo địch ý. Lâm Giang Tiên dùng một đạo khí làm phần thưởng gia nhập tiểu đội sát thần, đã khiến rất nhiều người động lòng. Nhưng Lâm Giang Tiên không phải là buôn bán đạo khí nên chắc chắn danh sách tiểu đội sát thần có hạn chế. Nói cách khác, muốn gia nhập tiểu đội sát thần sẽ có cạnh tranh không nhỏ. Vũ Vô Thương mời Đường Tuấn gia nhập tiểu đội sát thần, rất có thể sẽ khiến một trong bọn họ mất đi cơ hội lấy được đạo khí. Vô Thương, tiểu đội sát thần cần người tu hành thực lực cao cường, anh ta là một bác sĩ, thực lực đủ sao? Trong không gian thí luyện, anh ta còn kéo chân cô. Chương 3416 lẽ nào đây là Trường Hà đó sao? Nhưng biểu hiện của Đường Tuấn trong quá trình thí luyện đã sớm truyền ra ngoài, không chịu nổi như vậy, khiến người ta khinh thường. Ai sẽ sẵn sàng thừa nhận bản thân không bằng người đó chứ? Ngay cả đám người Lâm Giang Tiên đang rời đi đều dừng bước, nhìn về phía nơi này. Có một người phụ trách căn cứ khẽ cười nói, Lâm Giang Tiên, đệ tử ông rất thú vị. Lẽ nào là vì biểu hiện của Đường Tuấn trong không gian thí luyện nên muốn mượn cơ hội này cho cậu ta mất mặt sao? Lâm Giang Tiên nhướng mày, Vũ Vô Thương không phải loại người này, càng sẽ không làm việc thất trách. Vũ Vô Thương bỏ qua lời nói của mấy người họ, lại hỏi, Đường Tuấn, anh cảm thấy thế nào? Mấy người họ trợn mắt nhìn Đường Tuấn, giống như nói, ngoan ngoãn từ chối, nếu không sẽ cho anh đẹp mắt. Đường Tuấn muốn trực tiếp từ chối, bỗng nhiên Vũ Vô Thương chỉ ra, một chuỗi tin tức xuất hiện trong thức hải của Đường Tuấn. Vũ Vô Thương nói, những thứ này là giới thiệu về tiểu đội sát thần, anh có thể hiểu rõ một chút, đừng vội từ chối. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động. Rất nhiều hình ảnh xuất hiện. Trong những hình ảnh này, điều hấp dẫn nhất là dòng sông máu chảy xuyên qua bầu trời. Vô số cường giả dường như bị một luồng sức mạnh vô hình bắt được, đầu nhập vào trong dòng sông máu. Âm thanh của Vũ Vô Thương vang lên trong đầu Đường Tuấn, nhiệm vụ của tiểu đội sát thần chính là thăm dò tuyệt địa hoàn vũ cho tiểu tôn giả và tôn giả, chấp hành các loại nhiệm vụ. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có thể nhận được phần thưởng của tiểu tôn giả và tôn giả, mà còn có cơ hội đạt được thân phận cung hỗn nguyên. Lúc trước anh cùng tổ đội với tôi, mặc dù tôi không nhớ rõ anh đã giúp tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy tôi có thể đạt được suất của cung hỗn nguyên có liên quan rất lớn đến anh. Lần này anh không có được thân phận cung hỗn nguyên, cho nên tôi muốn giúp anh một lần. Mặc dù nhiệm vụ của tiểu đội sát thần nguy hiểm, nhưng bây giờ tôi là đệ tử ngoại vi cung hỗn nguyên, có thể bảo đảm an toàn cho anh. Thì ra Vũ Vô Thương cảm thấy nợ Đường Tuấn. Muốn mượn cơ hội này giúp Đường Tuấn đạt được thân phận cung hỗn nguyên.
Nhưng hiện tại Đường Tuấn không cần thân phận đệ tử ngoại vi cung Hỗn Nguyên. Khi nhìn thấy dòng sông máu đó, tâm thần Đường Tuấn chấn động, không khỏi nhớ tới lời Nam Trang nói, máu nhiễm Trường Hà Thiên Mộ hiện. Lẽ nào đây là Trường Hà đó sao? Trong lòng Đường Tuấn nghi ngờ. Thế nào? Một lúc sau, Vũ Vô Thường chắc chắn Đường Tuấn đã duyệt xong tin tức, lúc này mới hỏi. Chương 3417 Đường Tuấn, anh dám đồng ý không? Nhưng quyết định hiện tại của cô ta, tôi cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến lực ngưng tụ và sức chiến đấu của tiểu đội sát thần, để những người khác thử cậu ta một chút, ông cảm thấy thế nào? Nếu như thực lực cậu ta không tồi, đương nhiên chúng tôi không có ý kiến. Nhưng nếu thực lực của cậu ta quá kém, vậy vẫn nên nhường cơ hội này cho những người khác. Lâm Giang Tiên nói, được. Đường Tuấn, cái đuôi cần cẩu của anh không xứng gia nhập tiểu đội sát thần, tôi sẽ đánh bại anh. Bên kia, bên cạnh Vũ Vô Thương, một nam tử trẻ tuổi khinh thường nhìn về phía Đường Tuấn. Vô Thương, cô đừng ngăn cản, tên nhóc đục nước béo cò này, Vương Thiên tôi kiên quyết chống lại. Ánh mắt thanh niên khiêu khích, nói, Đường Tuấn, anh dám đồng ý không? Nếu như anh cảm thấy cảnh giới của tôi cao hơn anh, thì tôi có thể áp chế cảnh giới đánh với anh. Đường Tuấn cười cười, Vương Thiên này có tu vi cảnh giới thần quân hậu kỳ, nhưng vẫn kém hơn so với Vũ Vô Thương. Sau khi trải qua thí luyện, Vũ Vô Thương đã có xu thế đột phá, có thể đột phá đến cảnh giới thần quân đỉnh phong bất cứ lúc nào. Đến đây. Đường Tuấn cười cười. Vương Thiên cười lớn, nói tiểu đội sát thần không chứa nổi tên nhóc như anh đâu. Một luồng khí thế bạo phát mà ra từ trên người anh ta. Vũ Vô Thương chau mày, chuẩn bị kéo Khương Nghi đi. Tu vi Khương Nghi hơi yếu nên cô ta lo lắng sẽ lan đến gần. Nhưng Đường Tuấn lại cười nói, không cần. Vương Thiên cũng cười nói, Vô Thương, cô yên tâm. Đánh tên nhóc này không đến nỗi khiến tôi mất đi khống chế. Dứt lời, Vương Thiên trực tiếp ra tay. Một quyền anh ta đập về phía Đường Tuấn, khí thế nặng nề như ngọn núi lớn hướng về phía Đường Tuấn. Quả thật anh ta khống chế sức mạnh rất tốt, Khương Nghi vốn không hề bị lan đến gần. Không ngờ thực lực của Vương Thiên đã đạt đến bước này. Qua một thời gian nữa có lẽ anh ta sẽ có cơ hội thông qua thí luyện cung Hỗn Nguyên. Nhìn thấy Vương Thiên ra tay, mấy người phụ trách căn cứ đều nhìn nhau cười cười. Khí thế của Vương Thiên vô cùng mạnh mẽ. Chương 3418 Yến hội đã kết thúc. Nhưng ngay lập tức, một sức mạnh không ai điều khiển bộc phát từ đầu ngón tay của Đường Tuấn. Một tiếng xương gãy vang lên trên cánh tay Vương Thiên, giống như pháo nổ. Vương Thiên hét lên một tiếng. Toàn bộ cánh tay của anh ta uốn éo thành hình bánh quai trèo, máu tươi phun ra. Đường Tuấn thu ngón tay lại, áy náy nói, thát xin lỗi, tôi dùng lực hơi mạnh. Vương Thiên nhìn cánh tay bị biến dạng, vẻ mặt vô cùng đau lòng. Anh ta kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, trái tim như thắt lại. Tên này thật sự là kép đứng sau sao. Bên cạnh Vũ Vô Thương, những kẻ háo hức thách thức Đường Tuấn đều sững sờ. Bọn họ biết rõ thực lực của Vương Thiên, tuy rằng kém hơn so với Vũ Vô Thương, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhưng anh ta đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Bọn họ nhìn về phía Vũ Vô Thương, trong lòng đầy nghi ngờ và khó hiểu. Điều này quá khác với Đường Tuấn mà họ biết. Lâm Giang Tiên và một số tiểu tôn giả khác cũng đầu ngây người. Lâm Giang Tiên, có vẻ như chúng ta đã nhìn lầm. Tiểu tôn giả lúc đầu cười khổ. Lâm Giang Tiên gật đầu nói, xem ra anh ta đang che giấu thực lực, nếu không phải hôm nay bị Vương Thiên bức éo, có lẽ anh ta đã không lộ ra ngoài. Thực lực của anh ta thật tốt, Vương Thiên vì khinh thường mà thua, nếu không sẽ không thê thảm như vậy. Người nào đó im lặng một lúc rồi chế nhạo, thân là bác sĩ mà thật âm hiểm. Tuy nhiên, loại hành động này quá choàng vánh, anh ta chịu đựng ở trong không gian thí luyện, kết quả là anh ta mất đi thân phận của cung Hỗn Nguyên. Đã nhịn lâu như vậy mà lúc này mới lộ ra ngoài, thật là ngu ngốc. Trong nội tâm Lâm Giang Tiên cũng thở dài. Sau khi phân tích như vậy, Đường Tuấn quả thực có chút liều lĩnh, hấp tấp. Nếu anh muốn che giấu thực lực của mình, vẫn nên giấu nó đi, không nên để lộ ra ngoài trừ khi không cần thiết. Theo ý kiến của họ, hành động của Đường Tuấn có chú ý vì nhỏ mà mất lớn. Vũ Vô Thương và mấy người khác cũng nghĩ tới điều này. Vương Thiên lạnh lùng nói, tuy rằng không phải người đứng sau,
nhưng là một kẻ ngu ngốc. Muốn có được thân phận của Vũng Hỗn Nguyên mà không cần phí sức, nhưng đã tính toán sai. Cách tiếp cận của Đường Tuấn có vẻ hơi ngớ ngẩn đối với họ. Yến hội đã kết thúc. Đường Tuấn chắc chắn đã trở thành một trong những nhân vật nóng của yến hội này. Chỉ là trong mắt nhiều người, xem ra có chút tội, không danh giá. Chương 3419, không cần chúng ta đến. Đối với những quan điểm này, Đường Tuấn mỉm cười bỏ qua. Ai cũng nghĩ rằng anh đã thể hiện hết toàn bộ thực lực của mình trong bữa tiệc, nhưng thực tế anh chưa dùng 1/10. Nếu lúc đó dùng hết sức tấn công, Vương Thiên có lẽ đã bị cho đánh chết tươi, mà không phải chỉ bị thương một cánh tay. Không lâu sau khi yến hội kết thúc, Lâm Giang Tiên gọi Đường Tuấn đến. Lâm Giang Tiên nói, Đường Tuấn, hoàn cảnh ở tuyệt địa vũ trụ khá đặc biệt, vẫn còn rất nhiều chú thuật thần thông còn sót lại ở đó. Các chú thuật thượng cổ rất kỳ lạ, một số chú thuật chỉ cần lần được một chút huyết dịch của tu giả có thể thi triển cách không chú sát, hoặc thậm chí là giết. Kỹ năng và thực lực y thuật của cậu rất tốt, cậu có thể giúp đỡ Vô Thương. Ông ta cân nhắc một lúc, rồi nói, nếu cậu có thể đóng góp nhiều công lao trong hành động tiếp theo, tôi có thể giành được một vị trí thí luyện cho cậu trong cung Hỗn Nguyên. Đường Tuấn nói, cảm ơn tiền bối. Lâm Giang Tiên trịnh trọng nói, Đường Tuấn, tôi có một đề nghị nhỏ với cậu. Trên con đường tu luyện, nhịn được nên nhịn, nên ra tay lập tức ra tay. Giống như Vương Thiên hôm nay vậy, cậu có thể bỏ qua, bộc lộ thực lực của bản thân không phải là một hành động thông minh. Đường Tuấn cười cười, không giải thích nhiều. Nhìn thấy phản ứng của Đường Tuấn, Lâm Giang Tiên khẽ cau mày, cảm thấy có chút bất mãn. Ngay từ đầu khi nhìn thấy Đường Tuấn, ông ta đã cảm thấy có chút phi thường, từ màn thể hiện không chịu nổi của Đường Tuấn trong thí luyện của cung Hỗn Nguyên, cho đến cử động trong yến hội, ông ta đều hạ thấp đánh giá của Đường Tuấn từng chút một. Cuối cùng, Lâm Giang Tiên cũng lười thuyết phục anh thêm nữa. Trong vài ngày tiếp theo, Vũ Vô Thương bắt đầu bận rộn với việc thành lập tiểu đội sát thần. Đường Tuấn ngược lại là yên tĩnh tu luyện, chờ lần sau tiến vào không gian bổn nguyên. Trong thời gian này, tin tức về việc một số căn cứ do Lâm Giang Tiên đứng đầu sẽ thành lập một tiểu đội sát thần cũng lan truyền. Trong căn cứ Hồng Cửu, Mạnh Tinh Hà lạnh lùng nói, Lâm Giang Tiên, ông không phải là người duy nhất quan tâm đến tuyệt đại hoàn vũ. Mạnh Thiền nói, cha, chúng ta cũng sẽ thành lập một tiểu đội chứ. Mạnh Tinh Hà nói, không cần chúng ta đến. Cha cảm thấy rằng lần này căn cứ trên tầng 4 có khả năng sẽ ra tay. Khi đó, Lâm Giang Tiên sẽ có quả tốt để ăn. Đó không phải là điều khiến cha lo lắng nhất lúc này. Đôi mắt ông ta lóe lên vẻ căm hận. Kể từ khi ông ta bị buộc phải ra khỏi căn nguyên không gian lần trước, ông ta đã bắt đầu liên lạc với một số bạn bè và muốn quay lại lấy lại danh dự. Ít nhất là không để những gì đã xảy ra lần trước xảy ra lần nữa. Để thực hiện được mục đích này, ông ta thậm chí đã chi rất nhiều tiền để mời một đệ tử nội môn của cung Hỗn Nguyên. Tuy người đó không phải là tôn giả, nhưng cũng là top 5 tồn tại đứng đầu trong bia kỷ nguyên. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tôn giả cảnh. Một tháng nữa trôi qua, việc thành lập tiểu đội sát thần gần như đã hoàn thành. Chương 3420 Khổng Chân Nhân, làm phiền ông rồi. Tại nơi ở của Đường Tuấn, tất cả trận pháp đã được kích hoạt, sẵn sàng tiến vào căn nguyên không gian một lần nữa. Trong một tháng này, ngay cả lần đầu tiên, anh đã tiến vào căn nguyên không gian 3 lần. Một số thứ trong căn nguyên không gian không còn vô tri như trước nữa. Trong khoảng thời gian này, tu vi của anh đã thành công đột phá đến thần quân cảnh hậu kỳ. Dấu ân trên vòng tròn thần bí đã mạnh hơn trước. Mạnh Tinh Hà. Trong mắt Đường Tuấn hiện lên một nụ cười. Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của Đường Tuấn xuất hiện trong căn nguyên không gian. Linh cảm của anh lan tràn ra, nhanh chóng khóa lại một luồng khí tức. Anh thúc đẩy hỗn độn thần văn và bao bọc mình trong một bầu khí tức hỗn loạn. Mạnh Tinh Hà, ông thật sự dám xuất hiện, ông đã quên lời cảnh báo lần trước của tôi rồi sao? Với âm thanh của một giọng nói, một nhóm nhân vật được bao bọc trong khí tức hỗn độn xuất hiện trước mặt Mạnh Tinh Hà. Khuôn mặt của Mạnh Tinh Hà tái đi, ông ta hét lên, các người rốt cuộc là ai? Mạnh Tinh Hà, tôi đã đắc tội các người khi nào? Đường Tuấn nói, chỉ là muốn ông khó chịu mà thôi. Mạnh Tinh Hà nói, nếu như các người không muốn giải thích, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí.
tôi, Mạnh Tinh Hà, không phải quả hồng mềm mặc các người vuốt ve. Giọng ông ta trầm xuống, một bóng người xuất hiện bên cạnh Mạnh Tinh Hà. Khổng chân nhân, làm phiền ông rồi. Hết tập 189.